Dạ xin chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại nha. Thì hôm nay thì trong clip này thì em sẽ giới thiệu cho mình một cái cây classic đến từ Tây Ban Nha nha quý cô chú anh chị. Đến từ Tây Ban Nha thì cái đàn này nó có thương hiệu cũng khá là lạ. Cái dòng đàn này thì là những dòng đàn Tây Ban Nha giá thấp thôi, dòng thấp. Thì để mà sở hữu được một cây đàn guitar classic Tây Ban Nha mọi người, thì hiện tại bây giờ là mọi người rất là dễ tiếp cận tới những cây đàn mà Tây Ban Nha nha, được làm tại Tây Ban Nha luôn. Thì hiện tại rất là dễ tiếp cận tại vì giá nó bây giờ nó cũng rất là mềm, mà nó cũng có những cái dòng thấp để mình sở hữu, mình chơi nó vẫn mang đầy đủ cái âm sắc của đặc trưng Tây Ban Nha nha mọi người. Là cái âm sắc đặc trưng của Tây Ban Nha là cái âm treble của nó rất là vang, rất là nổ mọi người, rất là bốc lửa. Thì đó là cái đặc trưng của những cái đàn Tây Ban Nha. Thì hôm nay thì em sẽ gửi đến mọi người một cái cây đàn đến từ Tây Ban Nha. Rồi. Cây đàn này nó có thương hiệu là Almasa nha mọi người. Một cái đàn thương hiệu là Almasa 401. À 401. Thì cây đàn này được sản xuất tại Tây Ban Nha luôn nha mọi người. Rồi, thì cái mặt top thì chúng ta sẽ có được một mặt top sprue, lưng hông á là mahogany, nha mọi người. Rồi, thì chúng ta sẽ có cái cây sở hữu bộ khóa bạc, ha. Thì đây là cũng là một cái dòng thấp thôi mọi người, không có cao nha. Tuy nhiên là đã sở hữu cái mặt top solid nha quý cô chú anh chị. Đã sở hữu được mặt top solid rồi. Ngựa là vẫn zin nguyên bản nha quý cô chú anh chị. Mặt tớp đẹp, không chày cấn gì, nhìn vẫn còn rất là đẹp ha mọi người. Đó, em để cái góc nghiêng qua tại vì cây này, mấy cây này về em chưa có vệ sinh. Đó, lưng hông nha mọi người, hông nha. Đó, hông. Rồi, hông, lưng. Rồi, cái cây đàn, những cái cây đàn Tây Ban Nha em về mọi người thì nó sẽ có, nó bị mờ cái lớp sơn bóng này mọi người. Nó không có bị chì gì hết á, nhưng mà nó bị mờ lớp sưng bóng thôi. Đó, cho nên kết cấu thì nó vẫn ok hết mọi thứ, nhưng mà em không biết sao vẫn chơi tốt bình thường, nhưng mà do hình như ngoại hình của nó bị vậy thì mọi người cũng có phần chê ha, có phần chê. Nhưng mà tuy nhiên thì nó vẫn tốt nha mọi người, nó vẫn chuẩn hết tất cả mọi thứ, do là cái lớp sưng bóng nó bị mờ mờ thôi, nó không vấn đề gì hết mọi người. Đó, mặt tớp đẹp à. Lưng hông nó có bị mờ mờ trắng trắng nè mọi người đó. Thì chỉ cây quốc cần mọi người ơi, chị mình xem tới chị thấy cây quốc cần ha, thì chỉ cây quốc cần cây này thì đẹp rồi mọi người đó. Rồi mọi người nhìn kỹ giúp em nha. Rồi cái điều đặc điểm mà rất là hay ở trên cái cây đàn này với mọi người, đó là ở cái mặt sau, cái mặt sau của nó làm một cái miếng gỗ nguyên khối luôn mọi người, là nó lên tới cái gót luôn nè. Đó, mọi người thấy ở đây nó không hề có một bất cứ một cái khớp nối nào ở đây hết. Thì nó hạn chế việc mà nó bị nứt ở đây nè mọi người. Đó, nó hạn chế việc nứt ở chân đây nè. Đó, thì những cây đàn nào á, xài lâu ngày á, nó cũng sẽ bị nứt ở đây hết. Đó, em cam đoan với cô chú anh chị luôn, nó sẽ bị nứt ở đây ít nhiều thôi. Nó bị răng thôi nha mọi người, nó không phải là nó bị hư cái gót cần nha. À, nó chỉ là bị nứt. Cái lớp keo của nó lâu ngày quá nó bị nứt thôi, nó bị răng nhẹ thôi. Còn cái đặc điểm là cái cây này á, là nguyên cái bộ này với cái này là liền chung một khối nè mọi người. Đó, đây là liền chung một khối rồi, ở đây không bao giờ có cái khớp nào hết đó. Thì đây là cái đặc điểm mà rất là đặc biệt ở cây này nha mọi người. Cây Almasa được sản xuất tại Tây Ban Nha. Đó, 401. Rồi, cái số series của nó rất đẹp nha mọi người. Series của nó là 39036468. Đó, rất là đẹp ha. Rồi. Cái đàn này âm sắc của nó cũng rất là hay nha mọi người. Rồi, phím gỗ phím sắt thì vẫn còn nguyên bản nha mọi người, không có bị mòn nha. Rồi, đầu cần nè mọi người. Đầu cần thiết kế rất là tinh gọn. Rồi. Rồi cần. Đó, mọi thứ ha. Đây là cái miếng dán của người ta. Đó, em chưa có vệ sinh. Đó. Rồi. Rồi mọi người nghe cái tiếng chép á, cái tiếng chép của mấy cái cây mà Tây Ban Nha, cái tiếng chép của nó bốc lửa lắm mọi người. Đó.
đánh đàn dở lắm nên mọi người coi mọi người đừng cười em nha. Cái tiếng của nó rất là vang, và cái tiếng nhất là tiếng trap đó mọi người. Cái tiếng trap nó là nó có cái đặc trưng của Tây Ban Nha nha mọi người. Cái tiếng trap của nó. Rồi, thì cái cây này á hiện tại em đang bán mức giá là 4,5 triệu và tặng kèm cho mọi người một cái khay nha. Cái khay nó cũng rất là xịn, em gửi cho mọi người xem cái khay. Rồi, em dựng cái đàn lên. Rồi, đây là cái khay đàn của nó nha mọi người. Đó, cái khay này á nó có đặc điểm á là cái lớp nhựa bên ngoài á là một cái lớp nhựa mềm đàn hồi, và nó có thiết kế là dạng những cái khối tròn bám nhờ cái chống bám nha mọi người, chống bám bẩn, bám dơ rồi nè. Đó, rất là xịn ha. Các chi tiết cốt khóa là vẫn còn trắng nha mọi người. Đó. Rồi chúng ta sẽ có một cái lớp nhung ở trong. Rồi. Đó, chúng ta sẽ có một cái lớp nhung đen rất là cao cấp ở trong nha mọi người. Đó. Rồi đây là cái hộp. Đó, cái hộp đựng đồ có cái bộ dây ở trong đây, rất là cao cấp, rất là xịn nha mọi người. Đó. Rồi, tổng quan thì cái hộp cũng còn khá là mới nha quý cô chú anh chị. Đó, khá là mới. Thì em bán 4,5 triệu có kèm theo cái khay này cho mọi người. Còn mọi người không lấy khay thì trừ ra 500.000 giúp em nha. Đó là 4 triệu thôi. Em sẽ tặng bao cho mọi người. Một cái bao Yamaha. Rồi. Quý cô chú, anh chị nào muốn tìm kiếm một cái cây đàn Tây Ban Nha mà tầm giá khoảng 5 triệu đổ lại á, thì mọi người chơi cây này rất là hay nha mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Đó. Một cái thương hiệu mà có thể nói là em cũng ít được cầm trên tay mọi người. Cái này là lần đầu tiên em cầm cái thương hiệu này trên tay luôn. Cây Amansa được sản xuất tại Tây Ban Nha. Cái dòng đàn 401 nha mọi người. Đó. Rồi. Mọi người thích dòng này thì mọi người nhắn cho em nha, để mình trải nghiệm được cái thương hiệu này cũng như là trải nghiệm âm thanh của nó nha mọi người. Gia xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Gia xin chào tạm biệt.